Ô, tưởng bao nhiêu ở đây rồi mà. Đầu cuối thì cắt này. Nhiều lắm không đi vào đường này. Trước cái thời ông Nhữ dưới lên đây câu cá nhớ sụi bà Thảo này dẫm phát cái gai găng xuyên từ dưới lòng bàn chân xuyên lên trên mu ấy. Dạ. Mình cầm mình rút ra cho. Kêu hoài hoài. Đúng cái chỗ này ấy. Cái sự kêu làm á phát là từ dép xuyên lên trên mu bàn chân rồi. Trường có chơi chim không? Chú có. Chú bảo ông nào nuôi cụ gáy không cháu để lại không? Gáy thì gáy thì chú lại không thích. Chú xem có ông nào nuôi cụ gáy bảo để cháu để cháu muốn nuôi. Chú lại chỉ thích nuôi ấy thôi. Nuôi chào mào nó dễ nuôi. Chào mào mới nuôi nuôi đang tìm con sáo hay gì? Không. Con chòe lửa. Rồi nuôi con chào mào nhưng mà nó cứ gạ lại bán.